chẳng phải dùng có tướng có đắc, có hai làm phương tiện, tùy theo thế tục mà có hồi hướng chứ chẳng phải thắng nghĩa. Do nhân duyên này, tất cả Phật Pháp đều được viên mãn. Đại Bồ Tát ấy do tịnh giới Ba La Mật Đa này viên mãn thanh tịnh, nên phương tiện thiện xảo khởi phát phần thắng tấn của bốn tịnh lự. Dùng sự không mê đắm làm phương tiện mà khởi phát các thần thông, Đại Bồ Tát ấy dùng thiên nhãn dị thục sanh thanh tịnh, thường thấy chư phật hiện tại trong vô biên thế giới ở khắp mười phương an ổn trụ trì vì các hữu tình tuyên thuyết chánh pháp thấy rồi cho đến khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột cũng không quên mất đại bồ tát ấy dùng thiên nhĩ thanh tịnh vượt hẳn người thường thường nghe chư phật trong mười phương thuyết pháp nghe rồi cho đến khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thường chẳng quên mất theo pháp đã nghe có thể làm các việc lợi lạc cho mình và người không có việc nào là vô ích đại bồ tát ấy dùng tha tâm trí sai biệt để biết tâm và tâm sở pháp của mười phương Phật và các hữu tình biết rồi thường phát khởi các việc lợi lạc cho tất cả hữu tình Đại Bồ Tát ấy dùng trí túc trụ tùy niệm biết nghiệp đã tạo đời trước của các hữu tình do nghiệp đã tạo không hoại mất nên sanh vào các chỗ như thế như thế thọ các điều khổ vui biết rồi vì họ mà nói nhân duyên nghiệp cũ khiến họ nhớ biết mà làm việc lợi ích đại bồ tát ấy dùng trí lậu tận an lập hữu tình hoặc khiến an trụ quả dự lưu hoặc khiến an trụ quả nhất lai hoặc khiến an trụ quả bất hoàn hoặc khiến an trụ quả a la hán hoặc khiến an trụ quả vị độc giác hoặc khiến an trụ bậc đại bồ tát hoặc khiến an trụ quả vị giác ngộ cao tột nói tóm lại đại bồ tát ấy ở bất cứ nơi nào tùy theo khả năng sai khác của các hữu tình mà phương tiện thiện xảo khiến họ an trụ trong các thiện pháp này thiện hiện như vậy là đại bồ tát thi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa do tâm lực vô lậu lìa các tướng mà có thể ở trong tất cả pháp vô tướng vô giác vô đắc vô ảnh vô tác viên minh tịnh giới bát nhã ba la mật đa cũng có thể viên mãn các công đức khác lại nữa thiện hiện làm sao đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể ở trong tất cả pháp vô tướng vô giác vô đắc vô ảnh vô tác viên mãn an nhẫn ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa có thể dùng tâm vô lậu lìa tướng mà tu an nhẫn đại bồ tát ấy từ khi mới phát tâm cho đến khi an tọa tòa bồ đề màu nhiệm trong khoảng thời gian ấy, giả sử tất cả các loại hữu tình đều dùng các thứ ngói, đá, dao, gậy, tranh nhau đến làm hại, thì Đại Bồ Tát ấy chẳng khởi một niệm sân hận. Khi ấy, Bồ Tát nên tu hai nhẫn. Hai nhẫn ấy là gì? Một là nên thọ nhận tất cả sự nhục mạ gia hại của hữu tình, chẳng sanh sân hận, dằn dẹp sân nhuế. Hai là nên khởi vô sanh pháp nhẫn.